Lại nữa xá lợi từ, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, chủ đại thừa, nếu lấy có sở đắc làm phương tiện, từ lúc mới phát tâm, đối với bát nhã ba la mật đa, khởi tưởng chấp trước hành, đối với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với pháp không nội khởi tưởng chấp trước hành, đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không toàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với chân như khởi tưởng chấp trước hành, đối với pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với thánh đế khổ, khởi tưởng chấp trước hành, đối với thánh đế tập diệt đạo, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với bốn tịnh lự, khởi tưởng chấp trước hành, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với tám giải thoát, khởi tưởng chấp trước hành, đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với bốn niệm trụ, khởi tưởng chấp trước hành, đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với pháp môn giải thoát không, khởi tưởng chấp trước hành, đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với mười địa Bồ Tát, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với năm loại mắt, khởi tưởng chấp trước hành, đối với sáu phép thần thông, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với mười lực Phật, khởi tưởng chấp trước hành, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với pháp không quên mất, khởi tưởng chấp trước hành, đối với tánh luôn luôn xả, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với trí nhất thiết, khởi tưởng chấp trước hành, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với tất cả pháp môn Đà La Ni, khởi tưởng chấp trước hành, đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với quả dự lưu, khởi tưởng chấp trước hành, đối với quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với quả vị độc giác, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát, khởi tưởng chấp trước hành, hoặc đối với quả vị giác hộ cao tột của chư Phật, khởi tưởng chấp trước hành. Này Xá Lợi Từ, khi đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, nếu không có phương tiện khéo léo lấy hữu sở đắc làm phương tiện, khởi tưởng chấp trước các pháp như thế thì gọi là trước tướng. Lại nữa Xá Lợi Từ, như trước ông đã hỏi, thế nào là đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa không trước tướng? Thì này Xá Lợi Từ, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện khéo léo, đối với sắc không khởi tưởng không hay bất không, đối với thọ tưởng hành thức cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với nhãn xứ không khởi tưởng không hay bất không, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với sắc xứ không khởi tưởng không hay bất không, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với nhãn giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với nhĩ giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với tỷ giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với thiệt giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với thân giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với ý giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng không khởi tưởng không hay bất không, đối với địa giới không khởi tưởng không hay bất không, đối với thủy hỏa phong không thức giới cũng không khởi tưởng không hay bất không,
Đối với vô minh không khỏi tưởng không hay bất không, đối với hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não, cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với bố thí ba la mật đa không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp không nội không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với chân như không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với thánh đế khổ không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với thánh đế tập diệt đạo cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với bốn tịnh lự không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với tám giải thoát không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với bốn niệm trụ không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp môn giải thoát không, không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với mười địa Bồ Tát không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với năm loại mắt không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với sáu phép thần thông cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với mười lực Phật không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp không quên mất không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với tánh luôn luôn xả cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với trí nhất thiết không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với tất cả pháp môn Đà La Ni không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với quả dự lưu không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán cũng không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với quả vị độc giác không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp quá khứ không khỏi tưởng không hay bất không. Đối với pháp vị lai hiện tại không khỏi tưởng không hay bất không. Lại nữa, Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, không nghĩ thế này: ta bố thí, kẻ kia nhận, đây là vật bố thí và ý nghĩa của sự bố thí. Không nghĩ, ta giữ giới, đây là giới được giữ. Không nghĩ, ta tu nhẫn, đây là pháp ta nhẫn. Không nghĩ, ta tinh tấn, đây là pháp tinh tấn. Không nghĩ, ta nhập định, đây là pháp định. Không nghĩ, ta tu tuệ, đây là pháp tuệ. Không nghĩ, ta gieo phước, đây là phước được gieo và quả đạt được. Không nghĩ, ta nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Không nghĩ, ta thành thục hữu tình. Không nghĩ, ta nghiêm tịnh cõi Phật. Không nghĩ, ta chứng đắc trí nhất thiết trí. Không nghĩ, ta trụ không chứng thật tánh của Pháp. Không nghĩ, ta tu tập các hạnh Bồ Tát. Không nghĩ, ta chứng đủ các công đức Phật. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát có phương tiện khéo léo khi hành bát nhã ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, thì không có tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước như thế, do khéo thông đạt pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Nên này Xá Lợi Tử, gọi đó là đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, có phương tiện khéo léo lấy vô sở đắc làm phương tiện, không có tướng chấp trước. Bấy giờ, Thiên Đế Thích hỏi cụ thọ thiện hiện:
Thưa Đại Đức, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa trước tướng như thế nào? Thiện Hiện đáp, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không có phương tiện khéo léo lấy hữu sở đắc làm phương tiện, khởi tưởng chấp trước tâm, khởi tưởng chấp trước bố thí ba la mật đa, khởi tưởng chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, khởi tưởng chấp trước pháp không nội, khởi tưởng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, khởi tưởng chấp trước chân như, khởi tưởng chấp trước pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, khởi tưởng chấp trước thánh đế khổ, khởi tưởng chấp trước thánh đế tập diệt đạo, khởi tưởng chấp trước bốn tịnh lự, khởi tưởng chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc, khởi tưởng chấp trước tám giải thoát, khởi tưởng chấp trước tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, khởi tưởng chấp trước bốn niệm trụ, khởi tưởng chấp trước bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, khởi tưởng chấp trước pháp môn giải thoát không, khởi tưởng chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, khởi tưởng chấp trước mười địa Bồ Tát, khởi tưởng chấp trước năm loại mắt, khởi tưởng chấp trước sáu phép thần thông, khởi tưởng chấp trước mười lực vật, khởi tưởng chấp trước bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, khởi tưởng chấp trước pháp không quên mất, khởi tưởng chấp trước tánh luôn luôn xả, khởi tưởng chấp trước trí nhất thiết, khởi tưởng chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, khởi tưởng chấp trước tất cả pháp môn Đà La Ni, khởi tưởng chấp trước tất cả pháp môn Tam Ma Địa, khởi tưởng chấp trước quả dự lưu, khởi tưởng chấp trước quả nhất lai bất hoàn A La Hán, khởi tưởng chấp trước quả vị độc giác, khởi tưởng chấp trước tất cả hạnh đại Bồ Tát, khởi tưởng chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, khởi tưởng chấp trước chư đại Bồ Tát, khởi tưởng chấp trước Như Lai ứng chánh đẳng giác, khởi tưởng chấp trước về các thiện căn Phật đã gieo trồng, khởi tưởng chấp trước đem các thiện căn đã gieo trồng như thế hòa hiệp hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Thì này Kiều Thi Ca, đó gọi là các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, không có phương tiện khéo léo, lấy hữu sở đắc làm phương tiện, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa là trước tướng sở hữu. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, do tưởng chấp trước nên không thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp trước và hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao vậy? Này Kiều Thi Ca, vì chẳng phải bản tánh của sắc có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thọ tưởng hành thức có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của nhãn xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của sắc xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của nhãn giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của nhĩ giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tỷ giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thiệt giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thân giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của ý giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc
Cũng các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của địa giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của vô minh có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não có thể hồi hướng. Này Kiều Thi Ca, chẳng phải bản tánh của bố thí ba la mật đa có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp không nội có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của chân như có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thánh đế khổ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thánh đế tập diệt đạo có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn tịnh lự có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tám giải thoát có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn niệm trụ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp môn giải thoát không có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của mười địa bồ tát có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của năm loại mắt có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của sáu phép thần thông có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của mười lực Phật có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp không quên mất có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tánh luôn luôn xả có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của trí nhất thiết có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tất cả pháp môn Đà La Ni có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của quả dự lưu có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của quả vị độc giác có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tất cả hạnh đại bồ tát có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của quả vị giác ngộ các tột của chư Phật có thể hồi hướng. Lại nữa, Kiều Thi Ca, nếu đại bồ tát đối với quả vị giác ngộ các tột muốn thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi cho các hữu tình khác thì nên y như thật tướng mà thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi. Lại nên thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi như thế này: khi hành bố thí ba la mật đa không nên phân biệt ta đang bố thí, hoặc khi hành tịnh giới ba la mật đa không nên phân biệt ta đang hộ giới, hoặc khi hành an nhẫn ba la mật đa không nên phân biệt ta đang tu nhẫn, hoặc khi hành tinh tấn ba la mật đa không nên phân biệt ta đang tinh tấn, hoặc khi hành tịnh lự ba la mật đa không nên phân biệt ta đang nhập định, hoặc khi hành bát nhã ba la mật đa không nên phân biệt ta đang tập tuệ, hoặc khi hành pháp không nội không nên phân biệt ta đang trụ pháp không nổi, hoặc khi hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không nên phân biệt ta đang trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, hoặc khi hành chân như, không nên phân biệt ta đang trụ chân như,
hoặc khi hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, không nên phân biệt ta đang trụ pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghì. Hoặc khi hành thánh đế khổ, không nên phân biệt ta đang trụ thánh đế khổ. Hoặc khi hành thánh đế tập diệt đạo, không nên phân biệt ta đang trụ thánh đế tập diệt đạo. Hoặc khi hành bốn tịnh lự, không nên phân biệt ta đang tu bốn tịnh lự. Hoặc khi hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, không nên phân biệt ta đang tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Hoặc khi hành tám giải thoát, không nên phân biệt ta đang tu tám giải thoát. Hoặc khi hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không nên phân biệt ta đang tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Hoặc khi hành bốn niệm trụ, không nên phân biệt ta đang tu bốn niệm trụ. Hoặc khi hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không nên phân biệt ta đang tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Hoặc khi hành pháp môn giải thoát không, không nên phân biệt ta đang tu pháp môn giải thoát không. Hoặc khi hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không nên phân biệt ta đang tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Hoặc khi hành mười địa Bồ Tát, không nên phân biệt ta đang tu mười địa Bồ Tát. Hoặc khi hành năm loại mắt, không nên phân biệt ta đang tu năm loại mắt. Hoặc khi hành sáu phép thần thông, không nên phân biệt ta đang tu sáu phép thần thông. Hoặc khi hành mười lực Phật, không nên phân biệt ta đang tu mười lực Phật. Hoặc khi hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, không nên phân biệt ta đang tu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Hoặc khi hành pháp không quên mất, không nên phân biệt ta đang tu pháp không quên mất. Hoặc khi hành tánh luôn luôn xả, không nên phân biệt ta đang tu tánh luôn luôn xả. Hoặc khi hành trí nhất thiết, không nên phân biệt ta đang tu trí nhất thiết. Hoặc khi hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không nên phân biệt ta đang tu trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Hoặc khi hành tất cả pháp môn Đà La Ni, không nên phân biệt ta đang tu tất cả pháp môn Đà La Ni. Hoặc khi hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, không nên phân biệt ta đang tu tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Hoặc khi hành pháp tương tự quả dự lưu, không nên phân biệt ta đang tu pháp tương tự quả dự lưu. Hoặc khi hành pháp tương tự quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán, không nên phân biệt ta đang tu pháp tương tự quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Hoặc khi hành pháp tương tự quả vị độc giác, không nên phân biệt ta đang tu pháp tương tự quả vị độc giác. Hoặc khi hành tất cả hạnh đại Bồ Tát, không nên phân biệt ta đang tu tất cả hạnh đại Bồ Tát. Hoặc khi hành quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không nên phân biệt ta đang tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này Kiều Thi Ca, các đại Bồ Tát đối với quả vị giác ngộ cao tột nên thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi như thế với các hữu tình khác. Nếu đại Bồ Tát đối với quả vị giác ngộ cao tột luôn luôn thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi với các loại hữu tình khác như thế, thì chẳng tổn hại mình cũng chẳng tổn hại người, như chư Như Lai đã từng hứa khả thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi các loại hữu tình. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, nếu luôn luôn thị hiện chỉ dẫn khuyến khích khen ngợi như thế, thì các loại hữu tình hướng đến Bồ Tát thừa liền có thể xa lìa tất cả tưởng chấp trước. Bấy giờ Thế Tôn khen cụ thọ thiện hiện, hay thay, như lời ông nói, thì nay ông có thể khéo vì các Bồ Tát nói về tướng chấp trước. Này thiện hiện, lại có tướng chấp trước vi tế này, ta sẽ vì ông mà nói, ông nên lắng nghe và tư duy chín chắn. Thiện hiện bạch, dạ xin ngài nói cho chúng con muốn nghe. Phật dạy, này thiện hiện, các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, muốn đạt đến quả vị giác ngộ cao tột, mà đối với Như Lai ứng chánh đẳng giác, chấp tướng nhớ nghĩ, thì đó là chấp trước. Hoặc đối với công đức vô trước của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ vị lai hiện tại và các thiện căn đó, được từ khi mới phát tâm cho đến trụ pháp đều chấp tướng nhớ nghĩ và đã nhớ nghĩ rồi hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, thì tất cả sự chấp tướng nhớ nghĩ như thế đều gọi là chấp trước. Hoặc đối với thiện pháp đã tu của tất cả đệ tử Như Lai và hữu tình khác đều chấp tướng nhớ nghĩ hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, tất cả như thế cũng gọi là chấp trước. Vì sao? Vì đối với công đức vô trước thiện căn có được của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác chẳng nên chấp tướng và nhớ nghĩ. Đối với thiện pháp có được
của đệ tử Phật và hữu tình khác chẳng nên chấp tướng và nhớ nghĩ, vì các sự chấp tướng đều là hư vọng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là rất sâu xa. Phật dạy như vậy là do bản tánh của tất cả các pháp là viễn ly. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy đều nên kính lễ. Phật dạy như vậy là được nhiều công đức, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa này là pháp không tạo, không tác, không thể biết được. Cụ thọ thiện hiện lại bạch, bạch Thế Tôn, tánh của tất cả pháp đều khó có thể biết. Phật dạy như vậy là vì tất cả pháp nhất tánh chẳng phải hai. Này thiện hiện nên biết, các pháp nhất tánh tức là vô tánh, các pháp vô tánh tức là nhất tánh. Như vậy là các pháp nhất tánh vô tánh không tạo không tác. Nếu Đại Bồ Tát có khả năng biết như thật các pháp hiện hữu là nhất tánh vô tánh không tạo không tác, thì có thể viễn ly tất cả chấp trước. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy khó có thể biết rõ. Phật dạy, đúng vậy, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này là pháp không thể thấy, không thể nghe, không thể biết, không thể hiểu, lìa tướng chứng đắc. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là không thể nghĩ bàn. Phật dạy, đúng vậy, vì sao Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy chẳng thể dùng tâm để biết, vì lìa tướng của tâm vậy. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng sắc để biết, vì lìa tướng của sắc. Chẳng thể dùng thọ tưởng hành thức để biết, vì lìa tướng của thọ tưởng hành thức. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng nhãn xứ để biết, vì lìa tướng của nhãn xứ. Chẳng thể dùng nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ để biết, vì lìa tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng sắc xứ để biết, vì lìa tướng của sắc xứ. Chẳng thể dùng thanh hương vị xúc pháp xứ để biết, vì lìa tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng nhãn giới để biết, vì lìa tướng của nhãn giới. Chẳng thể dùng sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra để biết, vì lìa tướng của sắc giới cho đến tướng của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng nhĩ giới để biết, vì lìa tướng của nhĩ giới. Chẳng thể dùng thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra để biết, vì lìa tướng của thanh giới cho đến tướng của các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng tỷ giới để biết, vì lìa tướng của tỷ giới. Chẳng thể dùng hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra để biết, vì lìa tướng của hương giới cho đến tướng của các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng thiệt giới để biết, vì lìa tướng của thiệt giới. Chẳng thể dùng vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra để biết, vì lìa tướng của vị giới cho đến tướng của các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng thân giới để biết, vì lìa tướng của thân giới. Chẳng thể dùng xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra để biết, vì lìa tướng của xúc giới cho đến tướng của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng ý giới để biết, vì lìa tướng của ý giới. Chẳng thể dùng pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra để biết, vì lìa tướng của pháp giới cho đến tướng của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng địa giới để biết, vì lìa tướng của địa giới. Chẳng thể dùng thủy hỏa phong không thức giới để biết, vì lìa tướng của thủy hỏa phong không thức giới. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng vô minh để biết, vì lìa tướng của vô minh. Chẳng thể dùng hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái thủ hữu, danh lão tử, sầu than khổ yêu não để biết, vì lìa tướng của hành cho đến tướng của lão tử, sầu than khổ yêu não. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể dùng bố thí Ba La Mật Đa để biết, vì lìa tướng của bố thí Ba La Mật Đa. Chẳng thể dùng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa để biết, vì lìa tướng của tịnh giới cho đến tướng của Bát Nhã Ba La Mật Đa.
Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng cái không nội để biết vì lìa tướng của pháp không nội, chẳng thể dùng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh để biết, vì lìa tướng của pháp không ngoại cho đến tướng của pháp không không tánh tự tánh. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng chân như để biết vì lìa tướng của chân như. Chẳng thể dùng pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì để biết, vì lìa tướng của pháp giới cho đến tướng của cảnh giới bất tư nghì. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng thánh đế khổ để biết, vì lìa tướng của thánh đế khổ. Chẳng thể dùng thánh đế tập diệt đạo để biết, vì lìa tướng của thánh đế tập diệt đạo. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng bốn tịnh lự để biết vì lìa tướng của bốn tịnh lự. Chẳng thể dùng bốn vô lượng, bốn định vô sắc để biết vì lìa tướng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng tám giải thoát để biết vì lìa tướng của tám giải thoát. Chẳng thể dùng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ để biết vì lìa tướng của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng bốn niệm trụ để biết vì lìa tướng của bốn niệm trụ. Chẳng thể dùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo để biết vì lìa tướng của bốn chánh đoạn cho đến tướng của tám chi thánh đạo. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng pháp môn giải thoát không để biết vì lìa tướng của pháp môn giải thoát không. Chẳng thể dùng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện để biết vì lìa tướng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng mười địa Bồ Tát để biết vì lìa tướng của mười địa Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng năm loại mắt để biết vì lìa tướng của năm loại mắt. Chẳng thể dùng sáu phép thần thông để biết vì lìa tướng của sáu phép thần thông. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng mười lực Phật để biết vì lìa tướng của mười lực Phật. Chẳng thể dùng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng để biết vì lìa tướng của bốn điều không sợ cho đến tướng của 18 pháp Phật bất cộng. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng pháp không quên mất để biết vì lìa tướng của pháp không quên mất. Chẳng thể dùng tánh luôn luôn xả để biết vì lìa tướng của tánh luôn luôn xả. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng trí nhất thiết để biết vì lìa tướng của trí nhất thiết. Chẳng thể dùng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng để biết vì lìa tướng của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng tất cả pháp môn Đà La Ni để biết vì lìa tướng của tất cả pháp môn Đà La Ni. Chẳng thể dùng tất cả pháp môn Tam Ma Địa để biết vì lìa tướng của tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng quả dự lưu để biết vì lìa tướng của quả dự lưu. Chẳng thể dùng quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán để biết vì lìa tướng của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng quả vị độc giác để biết vì lìa tướng của quả vị độc giác. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng tất cả hạnh đại Bồ Tát để biết vì lìa tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, chẳng thể dùng quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật để biết vì lìa tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không có sự tạo tác. Phật dạy: Đúng vậy, vì các sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì sắc chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì nhĩ tĩ thể thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì sắc xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì nhãn giới chẳng thể nắm bắt được nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc
cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì nhĩ giới chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì tỷ giới chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì thiệt giới chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì thân giới chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì ý giới chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì địa giới chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì vô minh chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì pháp không nội chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì chân như chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì mười địa Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 pháp Phật bất cộng chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì tánh luôn luôn xả chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được.
khí trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Vì quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì quả vị độc giác chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể nắm bắt được, nên sự tạo tác chẳng thể nắm bắt được. Này thiện hiện, vì các sự tạo tác và các pháp sắc vân vân chẳng thể nắm bắt được, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không có sự tạo tác. Thế quyển thứ 288.